Rồi hello, chào các anh em đam mê dòng Sì Bò Hai Thì nha. Rồi cái xe này bây giờ mình rã ra những món đồ mà chia lại để chia cho mọi người ha. Cái món đồ này trên xe này còn zin thì mình sẽ chia lại mọi người ha. Mình thì vẫn không cách cũ ha. Lòng là mình không chơi lòng Sì Bò, mình thay lòng Singer vô đi cho nó nhẹ tiền, quậy phá cho nó đã ha mọi người ha. Thì trên xe còn những món đồ nào zin đẹp thì mình để là chia cho mọi người, còn những món đồ nào mà nó không còn được đẹp thì mình để dành mình chơi ha. Như xe này cái cây phục trước và cái gấp là mình đã chia lại trước cho một người bạn rồi nha mọi người. Thì mình vô cái cây phục mới KIB cái ấy đó, còn con heo dầu trước còn đẹp nè, heo dầu trước còn đẹp. Thì anh em nào chơi con heo dầu này thì liên hệ mình ha mọi người ha. Đúng 202 nha mọi người, Sì Bò 203 thực sự ở đời Việt Nam mình kêu 203 nhưng mà bên Malaysia sản xuất là năm 202 nha mọi người. Đóng số 02. Heo dầu trước có ngồi ok nha mọi người. Thì xe này có bộ lồng lỗ Atanda. Lồng lỗ Atanda thì xe đã qua hai đời chủ rồi thì cũng đi nó cũng có bị hao mòn. Thì anh em nào thích cái lồng này thì lại ngay tiệm của ông anh mình gắn thử lên xe, em ok thì anh em lấy chơi ha. Còn nếu mà không em thì anh em lên code 1 thì ông anh mình sẽ lên code 1 sẵn cho anh em luôn. Thì cái lồng này mình chỉ bán bằng với giá code 1 nha mọi người. Đó, thì anh em nào chơi thì liên hệ lồng lỗ Atanda nha mọi người. Còn bộ ốc hai bên nồi với lửa thì có một người bạn đã đặt rồi thì mình không có quay ha. Cái xe này còn những món đồ zin á, cây kèn zin theo xe rất là đẹp nha mọi người, với lại mô bin sườn đúng của Sì Bò ha. Rồi ICD12 nha mọi người, đồ theo xe mà còn ấy là còn mọc đàng hoàng nha, chứ không phải là hàng ấy bay hết mọc này nọ ha. Cây bô 203 thì mình không có chia nha mọi người, mà để dành mình chơi. Heo dầu sao thì không còn đẹp, nói chung là đồ nào xấu mình để dành mình chơi, mình sơn phết lại mình sử dụng ha. Bình xăng con xe này còn hơi bị đỉnh nha mọi người. Em qua đây mình quay cho mọi người coi ha. Bình xăng còn đúng trên xe, quay nó hơi tối, mọi người thông cảm nha. Quay cũng gần buổi trưa rồi, chiều nên nó hơi tối. Rồi chút xíu mình nhờ người gỡ mâm lửa đi ra ha mọi người ha. Mâm lửa này là đúng của 203 luôn nha mọi người. Đó, những món mà mình chia lại cho mọi người là đầu lồng, nắp, mâm lửa, bình xăng, kèn, mô bin, IC ha. Còn cái phục trước với lại cái gấp này là đã có người mua rồi. Cái này mình đã thay thế cái gấp khác rồi nha mọi người, không phải là gấp của 203 nữa nha, nên mình không có chia ha. Rồi còn cái phần giò đạp nữa nha mọi người, giò đạp này cũng còn ok nha. Rồi một cách lựa giò đạp cho còn biết tốt hay không tốt, mọi người bật nó ra. Cái này nó chưa bị sệ xuống cái đây nè, là còn xài ok nha mọi người. Còn những cái giò đạp mà xài lâu đó, đạp phía nó vuột nó xéo xuống đây nè, là mình đạp nó hay bị trượt cái chân lên rồi nó đánh vô cái mắt cá mình ha. Giò đạp với lại cần thắng, cần số chút mình gỡ ra rồi mình đưa mọi người xem ha. Mấy cái đồng hồ này thì bị thay kim rồi, đó chỉ gắn đồng hồ có đèn ha mọi người. Model 2007, 2008 là đồng hồ nào cũng về gắn kim đèn hết. Nên mấy cái này là mình để lại mình chơi, không có còn đẹp thì mình để dành mình chơi ha. Cùm cũng vậy luôn nha. Còn đồ này còn zin đẹp thì mình chim cho mọi người, còn đồ nào xấu thì để dành chơi. Vậy mình mới vừa tháo bộ lửa 203 ra là nha mọi người. Lửa 203 nó sẽ khác cái hàng lửa mà 97, 98, 99 nè mọi người. Mã là 9DZ AD Denso ha. Cái vô lăng ở đầu nóng không?
đặc biệt là tua lửa 203 thì nó sẽ không có chữ gia băng nha mọi người. Nè, vô lăng với lửa là cùng cái mã số 9DZ luôn nha. Cái kích của thằng 203 thì nó sẽ tròn tròn nha mọi người. Thì mình lấy cái bộ lửa khác, mình giờ mình thay bộ lửa của Singer vô. Mình là vẫn đây Singer, cái đầu cái kích nó tròn hơn ha. Giờ mình rút bộ lửa 203 để chia lại cho anh em coi, anh em đã muốn chơi đúng đồ thì đúng, không nó cũng tròn như nhau luôn mọi người. Chung là bộ lửa 203 cái đầu kích này nó tròn, của Sibo nó hơi vuông một chút. Của Sibo thì nó sẽ có chữ gia băng, mà đặc biệt bộ lửa của 203 không có chữ gia băng nha mọi người, nên mọi người thường ngó nhầm nó là như là lửa sinh gơ, nhưng thực sự không phải ha. 9DZ mà. Cùng một xe tháo ra này nó cũng sẽ cùng cái mã luôn nha mọi người, 9DZ. Bây giờ mình thay bộ lửa Singer vô, ngon bổ rẻ. Và anh em nào chơi cái bộ lửa cũng 203 này thì liên hệ mình nha. Rồi mình ra chỗ sáng mình quay cận cảnh cái bộ lửa 203 nha mọi người, còn dấu chấm sơn warranty. Vô lăng này chưa có bị đánh cước đánh gì hết nha mọi người, thì xài lâu năm thời gian thì vẫn có hơi hơi nổ nhâm xét nha mọi người. Tại xe ở Việt Nam thì mưa nắng rồi nhiều đi phải có sự hao mòn nha mọi người, nhưng mà bộ lửa còn đi ok êm nha mọi người. Lúc trên xe mình tháo ra mình đi bữa giờ trải nghiệm chắc cũng gần 2 tháng rồi, quá tháng mấy 2 tháng rồi. Rồi quay cận cảnh cái mâm lửa ở bên trong nha mọi người. Chính DZ đúng mà tháo cùng một trên xe ra thì cái mâm lửa với cái vô lăng nó sẽ cùng mã với nhau nha. 9DZ này cũng 9DZ đây nè mọi người. Thì thật sự cái vô lăng cái mã khác cũng không sao hết nha mọi người, thì vô lăng cũng không ảnh hưởng gì hết, thì chỉ là cũng lửa xài nhiều hay xài ít thôi nha mọi người. Cái giò đạp này còn đẹp nên mình tháo ra mình chia cho mọi người nha. Chút nữa mình quay cận cảnh cái giò đạp cho mọi người coi ha. Anh em nào chơi cái giò đạp này thì liên hệ nha. Bộ ốc này thì đã có một bạn đặt từ trước rồi nha mọi người, để mình không có quay cái bộ ốc này ha. Mình sẽ quay cái clip riêng mình gửi cho bạn đó, bộ ốc nồi hai bên, nồi với lửa với lại ốc nắp đuôi cá nha mọi người. Đây giò đạp mình mới tháo ra đây mọi người. Nước gam zin luôn nha mọi người, cao su zin. Muốn thử giò đạp biết còn ok hay không thì mình lắc, không có kêu cho mọi người là ok nha. Hả? Tháo trên xe đạp nhạy nổ thì nó đỡ nha mọi người, còn tháo trên xe đạp khó nổ thì nhiều khi ra bật cái giò đạp ra mà nó sệ xuống tới đây là thua nha mọi người. Nó còn đưa ngang vậy còn ok, vậy còn nó sệ xuống tới đây là đạp nó dễ bị giột lắm nha mọi người. Nay mình quên mang cái cây bút lông theo mọi người, nên mình đánh lấy cái bút xóa mình đánh quạt đại đồ. Mình quay trên xe này sao thì mọi người sẽ nhận là như vậy ha. Đó mình đánh dấu ra, rồi mình đánh dấu qua cục mô bên sườn nha mọi người. Này lấy dầu hôi chùi là ra nha mọi người. Bên sườn với lại cây kèn nha mọi người. Cái kèn này còn dữ dằn lắm nha mọi người. Ây da, không. Ủa, cái kèn gỡ rồi hả? Đây. Đưa mang cái kèn nha. Cái kèn gỡ rồi nha mọi người, chưa có chùi bụi nha mọi người, còn ok. Đúng cái kèn zin là cái nước này là nó gam nha mọi người, không phải sơn nha, gam nha. Gia băng nico này xóa mình đánh luôn.
tên, cái bút xóa nó có cái tên mình không có ký nha mọi người. Đây mọi người, mình thấy cái nồi đây mọi người, cái nhông zin của xì bò thường thường nó có hay có cái rãnh này nha mọi người, cũng có xe có hay không mà hầu hết là thường thường là nó sẽ có cái rãnh này ha, cái nồi nó chưa tán. Anh bác bẻ bẻ cho em coi cái nồi này nó có rơi nhiều chưa, nếu còn ngon ok thì mình chia cho mọi người ha, còn mà nếu mà này nọ ấy mình sẽ tán là mình chơi, nhưng mà nồi này còn ok ha. Rồi anh em nào thích bộ nồi này thì lại tiệm ông anh mình nha, ổng gắn cho luôn ha, kiểm tra thêm rồi mới lấy ha mọi người. Rồi giờ mình gỡ bộ nồi này ra, mình thay bộ nồi tán rồi chơi. Ngon bổ rẻ nè mọi người, đồ chưa tán thì mình chia lại cho mọi người. Đây mọi người, mình gỡ cái bộ nồi ra nè mọi người, chưa tán nha mọi người, tay dầu nhớt bóc chưa có rửa nên nó hơi lem nhem nha. Thì mình lấy cái chiếc xóa mình đánh dấu vô luôn. Ốc tán nó còn đẹp nha mọi người. Ok, biết xóa nó đâu rồi ta. Chơi bộ nồi zin chưa tán này thì liên hệ mình ha, hoặc là lại tiệm của ông anh mình này, ổng gắn lên luôn. Chết bà, coi như nhớt dù ký tên như bút xóa nó lem lum mà thôi kệ, cho nhận biết được đồ đúng của nó là được rồi. Co săn lưỡi gà mình mới tháo luôn nè mọi người, chung nó một bộ luôn nha mọi người, có chữ à mấy. Lưỡi gà chưa có bị hở nha mọi người. Rồi, anh em nào chơi cái co săn lưỡi gà này thì alo mình nha. Cái bơm nhớt xe này mình giữ lại mình chơi nha mọi người, nó mình không có tháo ra mình quay ha, tại gỡ bơm nhớt thì chia ra thì cũng phải kiếm cái bơm nhớt khác bỏ vô lại nên nó hơi rắc rối ha mọi người, nên mình để yên lại mình không có chia cái này ha. Cần số này mọi người nào thấy đẹp hợp mắt thì liên hệ nha. Chưa có rơ nha mọi người. Hai bộ lửa Singer vô nè mọi người. Đi Singer ngon bổ rẻ. Đây mọi người, cái lòng mình mới rút ra nè mọi người. Lòng lỗ. Lòng lỗ Atenda nha mọi người. Tối quá giờ quay buổi chiều nên cũng khó thấy. Chung là chưa có lúp, chưa có xước gì hết nha mọi người. Mọi người lại tiệm của ông anh mình, ổng gắn lên thấy ok êm thì mọi người xuống tiền ha mọi người. Chứ cái này mình mua của tiệm này mà mình về mình lại tiệm khác rồi nhiều khi cũng khó nói ha. Tâm lý người thợ sửa xe này là vậy, mình mua đồ của chỗ này mình đem lại chỗ khác mình kêu người ta gắn vô thì chịch một chút xíu thôi mọi người là nó kêu liền ha mọi người, nên lòng này mọi người thích thì lại trực tiếp ở tiệm ha. Rồi ông anh mình gắn cho mọi người ha, lòng nắp của nó nha mọi người, lòng nắp nguyên bộ luôn ha, 21D7X đề cao có bông mai ha.
thì lồng này cũng đã theo xe xài một hai đời chủ rồi à mọi người. Hết tên ra đi thì cũng phải có hao mòn ha, mọi người cảm thấy không êm, không chịu được tiếng rè thì mọi người muốn lên cốt 1 thì ông anh mình lên cốt 1 luôn. Còn muốn để hết tên ra chịu được cái tiếng rè 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 cũng phải lồng lỗ hết tên ra thì mọi người để mọi người chơi ha. Giờ mình thay cái lồng Singer vô mình chơi nha mọi người, ngon bổ rẻ. Đồ xì bo thì tháo ra chia mọi người. Hai cái nắp này mình không có chia cho mọi người, tại vì tháo nắp 203 ra cũng phải gắn lại nắp 203 thì cũng vậy thôi. Nên này mình không có ấy ha, để lại dọn lên xe mình chơi ha. Đây mọi người, cái bình xăng con mình mới rút trên xe ra nè mọi người. Bình này cũng còn rất là đẹp nha mọi người. Ốc chỉnh xăng chỉnh gió chưa có bị ngoáy rồi nhiều ha. Cái ốc này còn vàng ươm nha mọi người. Chế ga không có xước vậy ha. Nói chung là rút trên xe sao mình để vậy luôn nha mọi người. Mình giấu rồi. Mình gắn vô lại cái bình Indo nha mọi người. Ngon bổ rẻ. Ai chơi theo xe thì cứ theo xe ha. Mình bình Indo, bình Ý bữa giờ trên tiệm ông anh mình còn có một hai bình nên để ổng gắn cho xe khách nè mọi người. Mình chơi bình này khi nào ổng về nhập về bình nhiều nhiều rồi mình lấy chắc đổi bình Ý mình đi luôn quá mọi người cho nó nhẹ xe. Rồi mình lấy mấy cái đồ lồng này nọ ra xong rồi vô lại lồng nắp Singer mình chơi. Đồ nào mình chia cho anh em video sau là anh em sẽ nhận hàng như vậy ha mọi người. Đồ nào mình cũng chia hết, coi có cây bô này là mình không chia để dành mình chơi nha mọi người. Mê cái cây bô 203 này lắm. Tiếng bô 203 nghe phê lắm mọi người. Anh Phát